Xin chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã đến với Laptop Đức Việt. Nhưng mình thấy thì ở thời điểm hiện tại thì thị trường laptop đang phát triển rất là tốt. Ngoài ra, cái gạch nhỏ của thị trường laptop nó chính là mua bán laptop cũ. Cũng như vậy, chúng ta có thể bắt gặp những cái group mua bán laptop này rồi thì mua bán trao tay rất là nhiều ở khắp mọi nơi. Và có lẽ nó trở thành một cái việc bình thường đối với các bạn rồi. Và mình thấy là trong mắt của rất nhiều người thì cái việc mua laptop cũ nó là một món hời. Nhưng mà tuy nhiên, mình thấy thì nếu các bạn không biết chọn mua laptop cũ đúng cách thì nó sẽ là một cái mặt rất hại đối với chúng ta đấy. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu mua laptop cũ sao cho đúng cách nhá. Đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua về cái việc laptop cũ là gì. Thì chúng ta chỉ cần hiểu nôm na là cái việc laptop cũ là sản phẩm của một người dùng, họ đã không còn nhu cầu sử dụng nữa và họ sẽ bán chiếc laptop của họ trao tay hoặc là thông qua một bên thứ ba, ví dụ là công ty máy tính laptop chẳng hạn, và nhờ công ty đấy đến với tay của các bạn. Thì đấy đơn giản là một cái chiếc laptop cũ. Và thực ra thì như chúng ta thấy thì khi mà nghe đến đây, nhiều bạn sẽ thắc mắc là ui, thế thì laptop cũ sẽ là một món hời đúng không? Và đúng là như vậy thật. Nhiều chiếc laptop cũ mà mình thấy họ bán có mức giá còn thậm chí là rẻ hơn 50% so với mức giá gốc. Và thường ấy, họ sẽ bán rẻ hơn 30% so với một chiếc laptop mới. Và thực ra thì đấy đúng là một món hời thật. Nhưng mà tuy nhiên, chúng ta sẽ có rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng ở đằng sau đó. Cái nhược điểm mà mình thấy mua chiếc laptop cũ nó là gì? Nó chính là việc linh kiện không đảm bảo. Nếu như các bạn mua một cửa hàng uy tín, mình ví dụ như là Đức Việt chẳng hạn, các bạn sẽ có các chính sách bảo hành này, chiếc laptop đấy nó sẽ đảm bảo về linh kiện này, cũng như là thời gian sử dụng, ngoại hình các thứ nó sẽ mới tầm khoảng 99% thì ok, không sao. Nhưng tuy nhiên, các bạn mua trên các group rồi thì mua trao tay, nó có rất nhiều nguy hiểm, nguy cơ bên trong. Nếu các bạn không phải là một người am hiểu quá nhiều về công nghệ thì tình trạng bị họ lừa đảo hoặc là họ thay thế linh kiện bên trong là hoàn toàn có xảy ra. Cái việc này thì sẽ dẫn đến một việc là cái tuổi thọ của laptop sẽ bị giảm đi này, rồi thì hiệu năng cũng như là công suất sử dụng của laptop nó sẽ không đúng so với cái thông số ban đầu. Thứ hai, nó chính là cái việc mà cái ngoại hình của chiếc laptop của chúng ta sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Cái việc này thì là điều đương nhiên đúng không? Khi mà chúng ta chấp nhận mua một chiếc laptop cũ thì việc đòi hỏi nó phải y như mới là cái điều không thể xảy ra rồi. Và cái thứ ba, nó chính là gì? Chúng ta sẽ không được hưởng chế độ bảo hành. Ví dụ các bạn mua một chiếc laptop cũ ở cửa hàng uy tín đi, thì các bạn vẫn sẽ được các bạn nhân viên bảo hành này, chúng ta vẫn có một khoảng thời gian bảo hành nhất định. Trong cái khoảng thời gian đấy, nếu các bạn hỏng hóc do quá trình sử dụng thì bạn hoàn toàn có thể mang đến trung tâm để bảo hành. Nhưng tuy nhiên, nếu các bạn mua trao tay nhá, cái việc bảo hành là chắc chắn không thể xảy ra. Và nếu mà khi các bạn bị hỏng hóc thì chúng ta đâu có thể đến ai mà bảo hành đâu đúng không? Bởi vì người bán người ta chỉ có cái nhiệm vụ là bán cho mình mà thôi. Và khi hoàn thành được cái việc đấy rồi thì họ chả có nhiệm vụ gì để mà bảo hành chiếc máy cho các bạn cả. Và đấy là những cái nhược điểm mà gọi là quan trọng nhất. Nó còn đi kèm theo những cái nhược điểm nữa cơ. Nó chính là cái việc pin bị chai. Ngoài ra thì màn hình có thể bị hỏng hóc bên trong. Và những cái như thế thì nó cực kỳ phiền này. Rồi thì cổng kết nối nó không được ổn định, hoặc là cổng kết nối nó bị hỏng hóc. Thì những cái đấy nó thực sự tốn của chúng ta rất nhiều thời gian và tiền của để có thể sửa được chiếc laptop của mình. Vậy nên ấy, mình vẫn khuyên anh em là nếu muốn mua một chiếc laptop ổn định thì chúng ta nên đến những cái cửa hàng uy tín, ví dụ như là Laptop Đức Việt hay là DVC Store, để có thể hưởng được những cái chế độ bảo hành này, cũng như là nhân viên ở đấy sẽ chăm sóc các bạn rất là tốt. Chúng ta có thể là yên tâm về cái chất lượng cũng như là giá tiền mà nó đang sở hữu chẳng hạn. Vậy thì ngoài những cái nhược điểm trên thì đương nhiên một chiếc laptop cũ nó vẫn có những cái ưu điểm của nó. Và như mình đã nói ban đầu rồi đấy, chúng ta sẽ được hưởng một cái mức giá khá là tốt này. Nó rẻ hơn tầm 30 đến tầm 50%, thậm chí là nhiều hơn so với giá gốc. Ngoài ra thì nó sẽ có đa dạng mẫu mã thương hiệu để chúng ta lựa chọn. Và chúng ta có thể sở hữu được một cái cấu hình mạnh mà giá tiền lại không hề đắt một chút nào. Đấy, đấy là những cái ưu điểm mà các bạn có thể sở hữu khi mà mua một chiếc laptop cũ. Wow. Và qua cái thời gian trải nghiệm và sử dụng ấy, thì mình nghĩ là đầu tiên anh em khi mà mua một chiếc laptop cũ thì chúng ta nên kiểm tra tổng thể bên ngoài của chiếc laptop, xem nó có móp méo gì không này, xem nó có xước sát gì không, và để xem cái ngoại hình đấy liệu nó có ổn định so với cái giá tiền mà người bán đưa ra hay không. Và thứ hai, nó chính là kiểm tra thông tin cấu hình máy, xem nó có đúng như những gì mà người bán nói hay không. Cái việc này thì rất là quan trọng. Nếu như chúng ta sở hữu một chiếc máy nó không đúng như những cái gì mà người bán nói này, một cái cấu hình thấp hơn, ví dụ chiếc máy người ta nói là có i7, i9, nhưng mà thực ra chúng ta mở ra bên trong chỉ có i3, i5 thôi, thì đấy rõ ràng là một cái thiệt thòi rất lớn đối với các bạn đúng không? Ngoài ra cái mức giá nó sẽ cũng bị giảm đi rất là nhiều, và chúng ta thực chất mà nói nó sẽ bị lỗ. Cái thứ ba,
mà mình muốn các bạn để ý đây, nó chính là cái việc kiểm tra màn hình. Màn hình của chiếc laptop thay thì cũng không hề rẻ một chút nào cả. Thế nên là khi mua các bạn hãy kiểm tra kỹ xem, xoay nó nhiều góc độ, xem cái độ tương phản này, rồi thì nó có bị xước sát bên trong màn hình không, nó có bị đen màn hình tí nào không. Và hãy kiểm tra kỹ những cái điều đấy, những cái vết xước dù chỉ là nhỏ nhất, bởi vì nó vẫn có nguy cơ lan rộng ra cả màn hình và thậm chí là làm hỏng cả cái chiếc màn hình của bạn. Và tiếp theo, nó chính là cái việc kiểm tra pin của chiếc laptop. Như các bạn đã biết rồi đấy, qua một thời gian sử dụng thì chiếc pin nào nó cũng sẽ chai mà thôi. Và khi mà chúng ta mua một chiếc laptop thì chắc chắn nó đã bị sử dụng rồi. Vậy thì hãy kiểm tra kỹ xem cái thời lượng pin nó còn sử dụng được là bao lâu. Nếu thực sự nó đã quá chai và các bạn phải cắm sạc pin liên tục thì mình nghĩ là các bạn không nên mua chiếc laptop này. Bởi vì chiếc laptop này đã bị sử dụng quá nhiều rồi. Và cái việc chúng ta tiếp tục sử dụng nó cho cái chiếc pin này thì nó là không nên. Tuổi thọ của nó sẽ bị ngắn đi, cũng như là kèm rất nhiều cái rủi ro, ví dụ biết đâu nó bị nổ pin chẳng hạn. Hoặc là các bạn sẽ phải đi thay pin thì chúng ta lại tốn thêm một lần chi phí nữa. Vậy nên hãy kiểm tra kỹ cái phần pin của nó trước khi mua chiếc laptop cũ nhá. Và cuối cùng, cái phần mà mình muốn các bạn kiểm tra ở đây nó chính là kiểm tra chi tiết các thành phần bên trong. Ví dụ như touchpad của nó có ổn định không này, rồi thì các bàn phím cũng như là cổng kết nối xem nó có hỏng hóc chỗ nào không. Ví dụ nó cổng hỏng một cái cổng HDMI hay là cổng mạng hay là USB là thôi. Coi như là các bạn không thể cắm thêm bàn phím rồi, là cắm thêm các USB vào để có thể cóp dữ liệu rồi. Ngoài ra cái touchpad cũng như là cái bàn phím cũng vô cùng quan trọng. Và các bạn nhớ nhá, các linh kiện này mà thay thế không hề rẻ một chút nào. Nhưng thực ra thì mình vẫn khuyên anh em là nên mua những chiếc laptop cũ ở những cái cửa hàng uy tín để chúng ta có thể hưởng được những ưu đãi cũng như là mức giá hấp dẫn này. Chúng ta sẽ được bảo hành này, yên tâm về cái cấu hình máy cũng như là ngoại hình hay là các chi tiết bên trong. Như thế thì nó sẽ tốt hơn. Và nếu các bạn không phải là người am hiểu về công nghệ thì tốt nhất đừng nên mua một chiếc laptop cũ, bởi vì nó vẫn có thể ẩn chứa những cái rủi ro xung quanh. Và chúng ta thay vì thế, chúng ta nên sở hữu một chiếc laptop mới. Chúng ta được hưởng cái sự bảo hành đến từ nhà sản xuất này, chúng ta an tâm về linh kiện bên trong là mới 100%. Như thế thì nó sẽ an toàn hơn. Và đấy là toàn bộ lời khuyên của mình dành cho anh em nếu chúng ta muốn sở hữu một chiếc laptop cũ. Và còn anh em thì sao? Có thắc mắc hay là có lời khuyên gì đưa ra thì hãy comment xuống bên dưới để cho mình biết nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Hãy để lại cho chúng mình một like, một subscribe thì đây sẽ là động lực rất lớn để cho chúng mình có thể ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.